Thanh Điền và Hà Trinh mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động với chủ đề kỹ năng sống. Hà Trinh à, không biết là Hà Trinh có nhớ không chứ hồi xưa sau 3 tháng nghỉ hè khi mà gặp lại bạn bè thì thấy đứa nào cũng lớn phỏng phao lên, trưởng thành hẳn lên. Có bạn thì mập thiệt mập, trắng thiệt trắng, chắc tại mùa hè ăn nhiều quá. Nhưng mà nhớ cái hồi mùa hè đó quả thật rất là thích, bởi vì mình không chỉ là phát triển về thể chất, mình có thời gian nghỉ ngơi mà tinh thần của mình cũng thoải mái nữa. Trinh chỉ mong mùa hè tới thôi. Ngày nay thì con nít hình như là không có được như ngày xưa. Điền thấy mấy đứa cháu ở nhà Điền suốt ngày cứ ôm tivi, chơi điện tử, thấy lo lo cho tụi nó. Nếu như mà Trinh có trẻ em ở trong nhà thì Trinh cũng làm như vậy thôi. Tại vì mùa hè mấy bạn được nghỉ nhưng mà người lớn đâu có được nghỉ đâu, cũng phải đi làm chứ Điền. Nên mình phải có cách nào đó đi giữ cho trẻ em ở trong nhà để mình an tâm đi làm. Trước đây cũng là vấn đề mà nhiều bậc phụ huynh đang quan tâm và tìm giải pháp. Vậy thì mời quý vị sẽ cùng chia sẻ những điều này với khách mời của chương trình, đó là Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao. Thanh Điền và Hà Trinh xin được chào chị Quỳnh Giao ạ. Chào Hà Trinh, chào Thanh Điền, chào khán giả của chương trình Thành phố hôm nay. Dạ thưa chị Quỳnh Giao, Thanh Điền nhớ là hồi xưa kỳ nghỉ hè của Thanh Điền rất là vui, mà vui nhất là được ba mẹ cho về quê khoảng 1-2 tuần. 1-2 tuần đó coi như là lên thiên đường, bởi vì mình được chơi những trò chơi mà con nít thành phố không bao giờ được chơi, như là đánh trận giả nè, tá ao cá nè, rồi kèo cây nè, rồi làm ná bắn chim nè. Không biết rằng là cái giải pháp đưa con trẻ về quê trong 3 tháng nghỉ hè có phải là một giải pháp tốt không ạ? Tôi nghĩ đây là một giải pháp rất là tích cực mà rất là tốt cho nhiều đối tượng khác nhau nữa kìa. Ví dụ như là với những bậc làm cha làm mẹ thì có lẽ là giải pháp đưa con trẻ mình về quê trong dịp hè cũng là một giải pháp để giữ con mình. Một cái tích cực thứ hai đó là phía người được nhận những đứa trẻ vào cái dịp hè đó. Ví dụ như là một gia đình lý tưởng là bố mẹ và con cái ở thành phố nhưng mà ông bà lại ở một cái vùng quê nào đó thì gửi về cho ông bà trong dịp đó, thì ông bà cũng nghĩ rằng là giai đoạn này là giai đoạn khuấy trộn cái cuộc sống của họ, nhưng mà đúng là cũng là một cái giai đoạn rất là hạnh phúc bởi vì là được gần gũi con cháu của mình. Còn riêng đối với trẻ con thì tôi nghĩ đây cũng là một cái thời điểm cũng như là một cái hoàn cảnh rất là tích cực cho các em, bởi vì là thay vì bị nhốt ở trong nhà với những cái trò chơi rất là quen thuộc, thậm chí mình nói là game online là một cái trò mà rất là thu hút trẻ, nhưng không thể nào trẻ ngồi từ suốt từ sáng đến chiều để mà chơi game online. Vậy thì được về quê cũng là một cái dịp để cho trẻ có thể kiểm tra lại tất cả những cái kiến thức mình học được trong những cái ngày học tại nhà trường, và cũng là một cái dịp để các em có thể là được hòa mình với thiên nhiên, để khám phá ra những cái điều ở thiên nhiên. Và đây cũng là một điều mà tôi cũng muốn chia sẻ là với một số gia đình mà không có ông bà hoặc là người thân thuộc ở trong gia đình ở quê thì làm sao đây? Chúng ta hoàn toàn có thể là kết hợp với những người bạn của chúng ta, những người có các thành viên ở quê, mình gọi là giống như là gọi là đối tác của nhau vậy đó. Mình sẽ đưa con mình về quê ở nhà những người bạn, ông bà của những người bạn đó, và những đứa trẻ ở miền quê đó cũng sẽ có dịp để được lên thành phố. Việc trở về quê để được khám phá ra những cái điều lý thú ở miền quê thì tôi nghĩ rằng ở đây là một cái giải pháp rất là tích cực. Dạ, nhưng mà với độ tuổi nào của trẻ em thì mình có thể gửi bé xuống miền quê để bé có thể thỏa thích tung tăng trong mùa hè? Nói độ tuổi nào thì vẫn không thể chính xác được, nhưng mà khi nào mà trẻ có thể là tự lập được một số cái hoạt động, ví dụ như là trẻ còn nhỏ quá mà còn phải ăn, phải bú, phải uống sữa theo cái chế độ rất là đặc biệt của trẻ nhỏ thì không thể nào rồi. Có nhiều đứa trẻ là khi nó quen cái nhịp sống nó là phải ngủ có ba hoặc là mẹ thì khi gửi về quê thì trẻ có thể có những cái thay đổi về mặt tâm lý và rất là khó thích ứng. Nên là ở đây để có thể cho trẻ về quê thì độ tuổi tôi nghĩ là mẫu giáo cũng có thể được rồi, nhưng mà quan trọng là trước đó chúng ta phải có một cái giai đoạn chuẩn bị. Dạ. Nhưng mà không phải là cha mẹ nào cũng đủ dũng cảm để mà xa con, hoặc là để cho con mình tự xoay sở trong một cái môi trường mới mà mình không có trực tiếp tác động vào được. Vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái tâm lý như thế nào cả cho cha mẹ và cho bé ạ?
có một số trẻ khi được cho đi nghỉ hè ở một vùng quê nào đó rất là thích, nhưng mà có một số trẻ thì lại không có cái khả năng thích ứng. Ví dụ như về quê nóng quá con chịu không nổi, tự vì quen ngủ phòng máy lạnh rồi. Nên ở đây là chúng ta cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Thứ nhất là về mặt tâm lý thì phải cho trẻ một cái khả năng thích ứng, là trẻ có thể sống một vài ngày mà không cần phải có bố hoặc mẹ bên cạnh. Và điều đó thì mình phải tập từ từ, có thể là mình sẽ làm những cái chuyến du lịch trong ngày. Ví dụ như là thứ bảy chủ nhật mình có thể dắt con mình sang nhà bạn, hoặc là bạn sẽ dắt con bạn sang nhà mình. Mình cũng làm những cái đối tác như thế mà. Mình tập cho bé là cả một hoạt động trong một ngày, không cần có sự hiện diện của bố mẹ. Và điều tiếp theo nữa là mình cũng phải tập cho bé ngủ riêng. Một số trường hợp thì chúng ta cũng có thể tập cho những bé nhỏ hơn bằng cách là thành viên mà ở miền quê đó, có thể là ông bà thì trước đó là có thể sẽ lên thành phố để chơi và sẽ ngủ với ông bà trong khoảng thời gian đó, để ông bà có thể mang cháu về quê mà cháu không có vòi ba mẹ hoặc là không có khóc. Phần tiếp theo là tôi nghĩ rằng là trước khi đi thì mình cũng sẽ cùng trẻ phát thảo ra những cái kế hoạch cũng như là những cái điều mà trẻ cần phải chuẩn bị, cũng như là những cái vật dụng mà trẻ phải mang theo. Và mình sẽ lập trình một cái thời khóa biểu tương đối là lý với cái miền quê để trẻ bắt đầu áp dụng đó. Và một điều nữa là chúng ta cũng phải tập cho trẻ một cái việc là trẻ biết cách liên lạc với chúng ta và liên lạc khi nào. Có nhiều khi trẻ về khóc bù lu bù loa lên, ông bà cũng không biết cách nào để mà dỗ dành, rồi mình đang làm việc mà con mình nó cứ gọi điện mà nó khóc như thế thì đúng là chúng ta không an tâm. Nên là chúng ta cũng phải đưa cho trẻ một số cái quy tắc tập dần trước khi mà cho trẻ gọi là thực tế là được sống xa nhà một khoảng thời gian như thế. Có một cái vấn đề mà các bậc phụ huynh e ngại khi mà cho trẻ về quê, đó là vấn đề an toàn. Dạ. Thì mình phải làm gì để mà có thể an tâm hơn về cái mức độ an toàn ở các vùng quê? Thật ra thì vấn đề này thì chúng ta cần phải phối hợp với những cái thành viên mà ở miền quê để có thể thống nhất với nhau về một số cái phương pháp và biện pháp. Ví dụ như là trong cái việc ăn uống, ngủ nghỉ thì rõ ràng là mình cũng phải thống nhất về cái mặt phương pháp. Không khéo là sau một vài tuần nghỉ hè hoặc một vài tháng nghỉ hè là lên chúng ta lại phải xây dựng lại những cái thói quen ngay từ đầu cho trẻ thì rất là khó khăn. Điều thứ hai là những cái vấn đề an toàn thì cha mẹ có thể cùng trò chuyện với con về những cái tình huống có thể xảy ra. Ví dụ như là khi ra vườn cây thì các con lưu ý là rắn thì nó nguy hiểm như thế nào. Và điều nữa đó là chúng ta cũng sẽ tập cho trẻ một số cái kỹ năng, ví dụ như kỹ năng tự phục vụ ở miền quê, cũng như là một số cái hoạt động, ví dụ như là về vùng quê sông nước thì phải tập cho trẻ ít nhất là phải có cái khả năng là biết bơi, kỹ năng cầu cứu người khác. Thì ở đây là chúng ta cũng phải lưu ý rằng là tất cả những cái điều đó mình phải hình thành trước cho trẻ. Có ý kiến cho rằng là những cái kỳ nghỉ hè ở miền quê là những trại hè vô giá để mà có thể rèn luyện kỹ năng cho trẻ. Chị có đồng ý không ạ? Thật ra thì những cái điều mà trẻ được học trong nhà trường á, thì dịp mà được nghỉ hè về miền quê là một cái dịp để trẻ có thể kiểm chứng lại tất cả những cái điều mà trẻ học. Có một lần tôi đi trên một cái chuyến xe thì trẻ con nó đi ngang một cái vùng quê, nó nhìn thấy những cái con bò ở trên cái cánh đồng thì nó là ôi con trâu kìa, con trâu kìa. Tức là các cháu học qua sách vở nhưng mà vẫn chưa có một cái thực tế để các cháu nhìn thấy con trâu thật là như thế nào mà con bò là như thế nào. Và một cái câu chuyện kỷ niệm của chúng tôi cái thời sinh viên đó là một lần là chúng tôi tổ chức đi về một người bạn ở miền quê ở dưới Mỹ Tho. Một cô bạn sống ở thành phố từ nhỏ, các bạn khác đang ngồi làm đồ ăn thức uống này nọ thì bạn này chạy vô một cái vẻ rất là ngạc nhiên. Ô, mình phát hiện ra rồi, mình phát hiện ra rồi, cây dừa là nó mọc lên từ trái dừa. Tức là có những, đó là sinh viên đại học đó. Thì chúng ta cũng sẽ thấy là một cái thiệt thòi rất lớn của những bạn mà chỉ sống ở thành phố mà chưa bao giờ có những cái va chạm ở cái miền quê đó. Thì các bạn có thể chưa có được cái khả năng cảm nhận về những cái cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Thì tôi nghĩ rằng là
đây là một cái cơ hội để cho các em được cảm nhận cái thế giới xung quanh. Cái thứ hai nữa là các em sẽ học được rất nhiều cái kỹ năng, mà một trong những kỹ năng rất là quan trọng đó là kỹ năng thích ứng. Nhiều khi là mình cứ rất là quen thuộc với cái việc là có một cái chiếc máy điện thoại di động, nhưng khi về quê cũng sẽ tập cho các em thấy rằng là trong những cái tình huống nào đó thì chiếc máy điện thoại di động không phải là một cái phương tiện mà nó đa năng để có thể hỗ trợ. Ví dụ như là tôi thấy có một trường hợp trong một cái đoàn du lịch chẳng hạn, thì bạn này bị lạc và bạn rất là chủ quan, không sao, móc điện thoại ra gọi, nhưng mà khi cầm điện thoại ra thì không có sóng và bạn cảm thấy rất là khó khăn để có thể là định hướng để đi về với cái nhóm đoàn của mình. Điều thứ ba nữa là chúng ta cũng thấy rằng là cái nhịp sống hiện đại, nhiều khi cả một năm trời thì chỉ có dịp hè là các cháu được nghỉ nhiều nhất. Một cái khoảng thời gian rất ngắn ngủi đó là cái khoảng thời gian để các cháu, nhất là những gia đình có các thế hệ ở miền quê, để các cháu có thể hiểu được về quê hương của mình, về tình thân, và đặc biệt là hiểu được những cái hoạt động của người dân sống ở miền quê, nó có những cái đặc trưng rất là khác. Còn nhiều khi bây giờ mình ở thành phố, nhiều khi ra mà gặp người bà con mình cũng chưa nhận ra được, nhưng mà ở quê thì nó cũng có những cái hoạt động để mình có thể biết rằng là à, con bác Sáu, con chú Sáu là lên thành phố học. Mình hoàn toàn có thể gặp anh em của mình ở thành phố. Thì bây giờ dịp hè là dịp để mình có thể hội tụ. Thì tôi cho rằng là ngoài kỹ năng, ngoài kiến thức thì chúng ta còn học được những cái giá trị về tinh thần, những cái giá trị về mối quan hệ dòng họ, cũng như là những cái mối quan hệ giữa tình làng xóm với nhau khi các cháu được về quê. Hà Trinh và Thanh Điền xin cảm ơn chia sẻ rất thú vị của chị Quỳnh Giao ạ. Quý vị khán giả thân mến, thông qua chia sẻ của Thạc sĩ Quỳnh Giao, hy vọng rằng quý vị phụ huynh của chúng ta cũng nhận ra rằng gửi con về quê trong mùa hè này là một sự lựa chọn thú vị nếu như chúng ta chuẩn bị thật kỹ lưỡng về công tác tâm lý, giúp cho bé có thể tự tin thoải mái và có một mùa hè thật năng động nhưng vẫn an toàn. Và biết đâu khi mà bé trở về từ quê thì bé sẽ không còn là chú gà công nghiệp ngày nào. Chúc các bé của chúng ta sẽ có một mùa hè vui khỏe an toàn, và quý phụ huynh cũng sẽ sử dụng thật tốt quỹ thời gian của mình.